anh hỡi người, ta say đắm bên nhau. Hey! Rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua. Yêu em đậm sâu, yêu em dài lâu. Người ơi người hỡi có ai, hãy đến với nhau một lần người ơi. Dù biết chỉ là một lần rồi thôi, sao em vượt xa, sao em vượt quên, sao em vội đi. Hãy nói với nhau một lời người ơi, dù biết nói gì cũng chỉ vậy thôi. Sao em vội ra đi, sao em đành chia ly vội vàng. Một mình nhớ em, một mình ngồi buồn, một mình vắng em, một mình ngồi sầu. Cố quên niềm đau, ước mơ ngày sau, chọn đời ta mới có nhau. Một mình nhớ em, một mình ngồi buồn, một mình vắng em, một mình ngồi sầu. Cố quên niềm đau, ước mơ ngày sau, chọn đời ta mới. Bài trời hát, ơi, bài hát, hát sung quá chị nhảy mà nhảy. Muốn bứt tóc móc mắt quăng dạ. Ra không cần nhặt luôn em, đó. Mệt à. Em mệt quá chị, mệt gấp trăm chị lần quá thích cái bài này luôn. Cảm ơn em, nhờ em hát mà anh với Lan Phương có cơ hội ăn quá rồi ăn. Tập trung dạ, ăn quá này, tập trung chuyên môn làm chuyện chủ nhà. Nhảy rất là đuối à. Chị ngồi đây chị nhảy như một con giò hơi. Nhảy như thế này nhảy không nhảy à. Dạ em xíu xíu ăn với. Cảm ơn buồn cơ luôn. Đúng là nhờ cái bài hát của Bùa Caron mà Lan Phương với Đại Nghĩa mình nạp thêm năng lượng cho mình nãy giờ. Cũng khá khá. Bây giờ thì khỏe rồi. Chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai của đêm nay, có tên là Tam Sao Nhất Bản. Trò chơi này á, tìm đội trưởng ngồi bên dưới và ba thành viên còn lại sẽ lên đây đứng thành một hàng ngang. Và sau đó người đội trưởng sẽ nhìn lên trên màn hình, thấy hiện ra một cái từ nào đó, sẽ diễn tả làm sao đó cho người đầu tiên có thể đoán được cái từ đó, nói ra thành lời. Sau đó tiếp tục diễn tả từ thứ hai cho người thứ hai đoán, và người thứ hai phải lặp lại từ của người số 1 thành hai từ. Sau đó là diễn tả tiếp từ thứ ba cho người thứ ba đoán, và người thứ ba phải lặp lại từ thứ nhất, từ thứ hai và từ thứ ba của mình luôn. Tức là nó đi thành một cái vòng, cứ đi tới đi lui, kéo càng nhiều từ thì chúng ta sẽ có càng nhiều điểm. Một từ mà chúng ta đoán đúng và lặp lại chính xác thì mình sẽ có được một điểm. Ở đây các bạn có thể nhắc nhau, nhưng các bạn chỉ được nhắc bằng hành động thôi, không có được nói ra thành lời nha. Nếu như nói ra thành lời là chúng ta bị phạm quy và sẽ bị trừ điểm cái từ đó. Bây giờ thì điểm số của đội của Tiến Vương đang có 3 điểm, là thấp hơn bên đây đúng không em? Đúng rồi. Bởi vậy mình phải thi trước ở cái trò này nha. Mời chị Nga, Bùi Caron và Lan Phương. Rồi. Rồi. Ba chị em đứng hàng ngang trên đây. Mình phải hùng dũng lên chứ chị. Lên, nói chung là mặt cứ như là ngẩn ấy, chả biết gì. Đây, rồi chúng ta hãy hùng dũng lên. Dù không thắng chúng ta vẫn chiến thắng bằng tinh thần. Đội của chúng ta có một gợi ý như sau, là các từ sẽ bắt đầu bằng chữ TH, chữ thờ đó. Thờ. Chữ thờ, ví dụ chữ thở, thi thố đó. Chữ thờ nha, thơ thẩn. Cũng bắt đầu bằng thờ. Chú ý, bắt đầu. Nước. Thủy. Nhà văn, nhà. Thơ. Thủy thơ. Thơ. Theo 1, 2, 3. Tiếp. Nhìn ngó cái này, nhìn ngó kia không tập trung. Lơ lãng. Chữ thờ. Thờ. Thờ gì, thờ gì? Thờ rồi xong hai chữ thờ nữa. Ơ. Thờ ơ. Thờ mà. Thờ không, không có ơ, một chữ. Thờ cộng. Thờ. Thờ thẩn. Thờ nước thơ thẩn. Không phải. Thờ thơ. Thủy thơ thẩn. Đúng. À đấy. Nó nhỏ, đồng nghĩa, bắt đầu diễn thờ. Thì gì? Nó nhỏ, thì gì? Thì thầm. Lặp lại. Thầm. Lặp lại. Thủy thơ thẳng thầm. Yêu thờ. Tha thiết. Yêu cộng cái gì?
Tôi rất là yêu ba mẹ tôi, yêu thờ. Yêu thương, thương, thủy, thơ, thẩn, thầm, thầm, hương, hương. À, cây gì, cây gì, cây gì Noel? Thông, thông. Đọc lại từ đầu, nhanh lên, đọc lại từ đầu, lại. Thủy, thơ, thẩn, thầm, thương, thông. Hết giờ. Trời ơi. Muốn ngất chị luôn, mất nhiều thời gian. Trời, muốn ngất luôn, căng quá. Tí nữa thì em đứt mạch máu não, em chết luôn. Dạ, mọi người thấy chị Thúy Nga có trí nhớ siêu việt đúng không ạ? Hơn Lê Giang ạ. À. Cỡ đó chứ không ít gì. Và chúng ta đã lập lại đúng được 6 từ khóa, mang về cho nhà mình 6 điểm. Yeah. Tiếp theo, mời đội của Thảo Duyên. Cố lên. Dạ. Trình Dung. Đội của chúng ta thì các từ nó sẽ bắt đầu bằng chữ C, chữ cờ nha. Cờ. Thời gian bắt đầu. À, con chó con. Cuốn. À, cuối. Cùng. Cuốn cùng. À, con gì mà tám cảnh hay kẹt. Cua. Cuốn cùng cua. Con gì bơi dưới nước. Bơi dưới nước. Cá. Cún cùng cua cá. Con gì mà họ hay con cua gì? À, thành gì, thành gì, thành gì gì, thành gì, thành 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 công. Cún cùng cún, cún cùng cua cá công. À, lên lên từ từ trước tự lên xuống. Gắn. Từ đầu gì gắn? Anh phải như gắn. Cố. Cuốn cùng cua. Cuốn cùng cua. Cá công cố. Chửi lộn với nhau á. Chửi lộn với nhau. Cãi. Ờ, cuốn cùng cua cá công cố cãi. À, mẹ. Mẹ đẻ ra em bé được con. Sao? Sao đi, bỏ qua. Rồi, ok. Hết giờ. Hết giờ. Các bạn đã cố gắng hết sức. Tôi thấy được sự vất vả, thậm chí là vật vả của các bạn. Và đội của Thảo Duyên nói chính xác được 7 từ, mang về 7 điểm. Kết thúc trò chơi thứ hai thì đội của Thảo Duyên đã có 12 điểm và đội của Tiến Vương là 9 điểm. Yeah. Chưa mà chuyện nhỏ. Nãy giờ hai trò chơi đầu tiên mình vận dụng trí não hơi nhiều đúng không? Hơi mệt phải không? Thôi bây giờ nghỉ ngơi thư giãn, qua đây ăn uống chút xíu nào. Xin mời.